thêm một công cụ nữa để anh chị có thể chuyển những hình ảnh hoặc là những văn bản trở thành hình 3D hả anh chị? Lúc trước để mà chúng ta làm được những hình này cực kỳ khó ha. Nhưng bây giờ anh chị hãy xem màn hình này. Đây là những hình ảnh 3D hả anh chị? Rất đẹp ha. Chúng ta có thể áp dụng vào việc làm game này. Chúng ta có thể áp dụng vào việc mà các đồ án của chúng ta ha. Để mà chúng ta có thể tạo ra những nhân vật kiểu như thế này. Rất đẹp hả anh chị? chỉ cần một câu lệnh thôi hoặc là một hình ảnh bất kỳ anh chị có thể chuyển thành 3D như thế này rất là nhanh chóng ha và trong video hôm nay Tuấn Sơn dẫn chị cách để chúng ta sử dụng công cụ này ha Ok let's go đầu tiên chúng ta vào cái trang web của Messi anh chị đường link đó mình sẽ để phần mô tả ha khi mà anh chị vào đường link ở phần mô tả anh chị anh chị sẽ được một tháng sử dụng gói rồ anh chị gói rồ trong đây thì tương đương với 20 đô ha khi mà chúng ta vào đây thì anh chị sẽ thấy ha nó có rất là nhiều cái mô đồ kiểu như thế này đây là những mô đồ dựng sẵn ha anh chị và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng như thế này chúng ta có thể xem và chúng ta tham khảo ha ngoài ra anh chị có thể tự tạo ra những mô hình 3D của mình từ văn bản này hoặc là từ hình ảnh này chúng ta sẽ thêm ở đây ha đây từ văn bản sang BD ha hoặc là từ hình ảnh sang 3D ha. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ thử từ văn bản sang 3D để chúng ta xem như thế nào ha. Anh chị sẽ nhấp vào văn bản sang 3D ha. Khi mà anh chị login vào tài khoản ở dưới đường link như phần mô tả, anh chị sẽ được 200 credit ha anh chị. Và khi mà chúng ta sử dụng trong đây á, thì cứ một lần như vậy chúng ta tạo thì nó mất khoảng 10 credit. Tức là có nghĩa một tài khoản miễn phí anh chị có thể sử dụng được 20 lần. Sau đó thì chúng ta có thể nâng cấp lên ha. Bây giờ mình sẽ thử nhập Chrome ở đây hả anh chị Ví dụ như đây nó có thể có cái example nè Chúng ta có thể xem thử hoặc là chúng ta có thể xem cái hướng dẫn Viết Chrome như thế nào hả anh chị Ở đây thì mình chỉ cần viết những cái phần đơn giản như thế này Ví dụ đầu tiên á, là mình sẽ tạo ra một cái nhân vật game Kiểu như thế này Mình có một câu Chrome như thế này ha Rồi ở dưới đây phần license thì chúng ta chọn mặc định thôi anh chị Bởi vì chúng ta chưa nâng cấp thì chúng ta chưa có chọn riêng được Một số những cái phần dưới này thì chúng ta cũng để mặc định tất cả ha Và bấm vào generate ha Cứ như vậy á tạo một lần chúng ta sẽ mất 10 Reddit ha và anh chị sẽ thấy một tài khoản đây có 200 Reddit đây chúng ta sẽ có đây ha nhấp vào generate ha và chúng ta sẽ chờ ha, anh chị khi mà chúng ta đưa lệnh vừa rồi thì anh chị sẽ thấy ha, đây nó bắt đầu chạy nè 5 phần trăm 9 phần trăm 13 phần trăm ha nó sẽ chạy và nó sẽ tạo ra cho chúng ta một mô hình 3D ha, anh chị kết quả nó sẽ xuất hiện ở đây ở đây anh chị sẽ thấy ha khi mà mình nhập một câu lệnh như vậy nó tạo cho mình bốn cái mô đồ như thế này chị sẽ thấy ha đây ví dụ như bốn cái mẫu này anh chị thích mẫu nào chúng ta có thể nhấp vào mẫu đó và chúng ta sẽ texture nó ha tức là chúng ta sẽ tô màu anh chị giống như kiểu như tô tượng vậy anh chị nhưng mà ở đây thì tự động nó sẽ tô chúng ta ha ví dụ như đây mình thấy cái model thứ hai này nè khá là đẹp ha mình sẽ nhấp vào đây và anh chị sẽ thấy ở đây nó có kiểu là confirm generation nè chúng ta sẽ chọn là generate texture hay là có hay là không nếu mà không thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái tượng trắng như thế này thôi còn nếu có thì chúng ta sẽ có một cái model và nó được tô sẵn cái màu lên ha. Phối cảnh lên ha anh chị. Chúng ta sẽ bấm vào confirm nè. Mỗi lần như vậy thì chúng ta sẽ tốn thêm 10 Reddit nữa ha. Tốc độ tạo hôm nay cũng khá nhanh ha anh chị. Từ thời điểm mà mình nhập ROM á, đến khi mà nó tạo cho chúng ta bốn cái hình model á, thì nó mất đâu đó tầm một phút ha. Thì nó đã tạo ra cho chúng ta được rồi. OK anh chị, chúng ta đã có màu đồ rồi và chúng ta nhấp vào đây chúng ta sẽ xem thử ha. Đây, cực kỳ đẹp anh chị. Để mà chúng ta tạo ra một cái màu đồ như thế này mà trong các phần mềm để tạo 3D thì cũng khá là mất thời gian ha. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần một cú click thôi ha. Khi mà tạo xong rồi anh chị sẽ thấy ở đây có một cái nút download nè. Chúng ta nhấp vào đây chúng ta download vậy ha. Để mình xem thử download được định dạng gì hết chị và có rất là nhiều định dạng để chúng ta có thể download về và chúng ta mở vào các cái phần mềm khác anh chị ví dụ như plan này đấy fbx này OBJ này anh chị rất là nhiều định dạng ha chúng ta có thể download file này về theo các định dạng này để chúng ta mở vào các phần mềm chỉnh sửa 3D tiếp theo ha chúng ta có thể tiếp tục vào các project của chúng ta anh chị rất là hay ha dù mình sẽ download cái này phần này rồi bây giờ mình sẽ thử lại một vài rom nữa để xem kết quả như thế nào ha mình sẽ thử lại một rơm nữa mình sẽ tạo ra theo cái dạng là một người đi một người đàn ông đi chẳng hạn thì mình sẽ có một câu rơm như thế này và mình bấm vào generate ở đây mình đã có kết quả rồi đây ví dụ như anh chị cần một cái hình kiểu như bán thân hoặc là hình full body hay gì đó chúng ta có thể sử dụng ha mình sẽ sử dụng cái hình thứ tư này và mình tiếp tục mình để thêm cái phần texture vào chúng ta đã có kết quả rồi hả anh chị ở đây một mô đồ đã tạo ra cho mình nhìn rất đẹp ha thật là tuyệt vời khi mà chúng ta có những công cụ ai như thế này hả anh chị chúng ta có thể sử dụng nó và chỉ cần vài cú click thôi chúng ta đã tạo ra được một mô đồ cho chúng ta rồi chưa hết nha anh chị khi mà chúng ta tạo một mô đồ như thế này á anh chị có thể thêm vào đây các hoạt động nữa nha anh chị chứ không phải là chỉ chúng ta tạo ra những cái mô đồ như thế này thôi ha ở đây anh chị sẽ thấy ha ví dụ như chúng ta có thể thêm cái phần anime ở đây nè ở đây chúng ta sẽ có một cái phần anime mình sẽ chọn một mô đồ kiểu như thế này đi mình có thể cho nhân vật này di chuyển ha anh chị đấy ví dụ như đi đứng hay như thế nào đấy ở đây nó sẽ có một số cái hành động kiểu như thế này và chúng ta hoàn toàn có thể chọn được ha anh chị để mà làm được dạng này thì chúng ta bấm vào phần anime này ha chúng ta chọn vào phần rig nè chúng ta chọn mô đồ của chúng ta ha ví dụ đây model đồ của chúng ta nè chúng ta đảm vào phần nest ha tiếp tục nest ở đây chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chọn ha chọn những phần nào mà của cái cơ thể của nhân vật đó anh chị ví dụ như phần cầm là phần nào nè phần vai phần bắp tay ha rồi phần cổ tay bàn tay ở chỗ nào anh chị sẽ chọn ha chúng ta sẽ điều chỉnh anh chị đầu gối là ở đâu và phần ở bàn chân là ở đâu OK ha, chúng ta bấm vào confirm, thì bắt đầu nó sẽ định vị cái nhân vật của chúng ta ha, và chúng ta sẽ có thể chọn được những cái phần nào di chuyển hoặc là những cái hoạt động của nhân vật anh chị. OK ha, lợi hại không anh chị? Tạo ra nhân vật 3D và nhân vật này có thể hoạt động như thế nào chúng ta muốn ha. Đây chúng ta có thể chọn là đi đứng hay là như thế nào bất kỳ cái gì hết anh chị mỗi lần như vậy chúng ta tạo thì chúng ta sẽ mất 10 Reddit ha 10 Reddit rất là nhỏ ha anh chị khi mà anh chị đăng ký tài khoản ở dưới đường link phần mô tả anh chị được 200 Reddit ha chúng ta có thể sử dụng và chúng ta test được ha anh chị nếu anh chị có nhiều tài khoản anh chị đăng ký thì chúng ta có thể sử dụng rất rất là nhiều ha ví dụ đây là một nhân vật và nhân vật này đang di chuyển anh chị thấy không rất là hay ha rất là đẹp ha chúng ta có thể chọn được rất là nhiều cái hành động khác nhau ha anh chị ví dụ như những hoạt động bình thường hoặc là những hoạt động nhảy múa nè hoặc là những hoạt động kiểu như đi đứng hoặc là những hoạt động mà kiểu phục vụ cho game anh chị cực kỳ hay ha ví dụ như kiểu như thế này ở đây anh chị sẽ thấy những cái demo ha rất là nhiều ha và khi mà chúng ta làm xong á chúng ta hoàn toàn có thể download về nha anh chị ví dụ như đây mình sẽ download về nè đấy ví dụ như cần download bao nhiêu khung hình trên dây 30 khung hình trên dây 60 khung hình trên dây bao nhiêu thì chúng ta đều có thể chỉnh sửa và chúng ta có thể download về ha đương nhiên khi mà chúng ta download những cái phần mà đã chuyển thành video như thế này anh chị cần phải có gói pro ha bởi vì họ miễn phí ở một mức giới hạn anh chị Để chúng ta có thể sử dụng được Còn đây là những cái tính năng nâng cao rồi Thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cần phải nâng cấp đến ha Ngoài việc mà tạo hình 3D từ văn bản Anh chị cũng có thể tạo hình 3D từ chính hình ảnh chúng ta có luôn ha Ví dụ như bây giờ mình sẽ tạo ra một cái hình ảnh mới Hình ảnh 3D từ những hình ảnh 2D bình thường ha Mình sẽ chọn vào New Model nè Mình chọn vào Image to 3D ha Mình sẽ bắt đầu mình kéo những hình ảnh của chúng ta vào đây ví dụ đầu tiên là những hình ảnh khá đơn giản ha là những hình ảnh đôi giày thì chẳng hạn đây đây là một đôi giày rất đơn giản anh chị anh chị sẽ thấy màn hình ha đấy một đôi giày như thế này rất là đơn giản và ở đây nó sẽ tự động nó đặt tên cho cái phần hình ảnh này nó không quan trọng lắm đâu và chúng ta sẽ bấm vào Generate tiếp tục ha chúng ta đã có bốn tấm hình về giày ha anh chị nó tạo ra từ những hình ảnh chúng ta chúng ta sẽ chọn một bức hình và chúng ta có thể chọn texture hoặc là không ha ví dụ mình cũng đưa thành cái phần texture đi mình sẽ confirm ha đã có kết quả rồi anh chị ví dụ như đây là đôi giày sau khi mà chúng ta đã chọn và nó theo như hình mẫu ban đầu của mình ha ban đầu của mình cũng đưa ra một đôi giày màu trắng như thế này anh chị đây là đôi giày rất đẹp ha khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta hoàn toàn có thể download rồi ha như vậy á thì với một cái đôi giày bình thường như thế này á nó có thể chuyển thành 3D được nhưng mà bây giờ mình sẽ thử một số hình ảnh phức tạp hơn. Ví dụ bây giờ mình sẽ thử một hình ảnh, anh chị sẽ thấy ở đây. Thì đây là một cái hình mà một bàn tay mà cầm ổ bánh mì ha. Nhìn nó khá là phức tạp và bên trong cái background nó cũng khá là lộn xộn hết anh chị. Thì liệu rằng nó có thể tạo ra được cho chúng ta cái hình ảnh 3D hay không ha. Mình cũng bấm vào generate để mình xem thử ha. Thì đây anh chị cũng sẽ thấy ha. Bắt đầu nó sẽ tạo ra cho mình và ở đây nó chỉ giữ lại cái hình bánh mì thế anh chị nó không có giữ lại cái hình bàn tay ha ví dụ như đây là cái hình thứ tư mình chọn đi và mình sẽ bấm vào texture thử xem chúng ta cũng đã có kết quả rồi anh chị ở đây là kết quả chúng ta đây một hỗn mì tạo theo phong cách 3D anh chị cũng khá là đẹp ha bây giờ mình sẽ thử lại một cái hình cuối cùng đó là một cái hình người anh chị hình người thật để chúng ta xem thử ở trong đây nó có thể tạo được không ha ví dụ như đây là hình của mình ha để mình xem thử nó có thể tạo được hình này hay không hả anh chị? OK anh chị, ở đây nó cũng đã tạo cho mình bốn cái model đồ như thế này, nhìn cũng khá là thú vị ha. Thử mình sẽ chọn một nhân vật như thế này thử xem. Và mình ở đây mình đã có kết quả rồi anh chị, từ nhân vật của mình nó đã tạo ra một cái hình model đồ 3D như thế này anh chị, nhìn cũng khá thú vị ha. Có vẻ là khi mà chúng ta làm ở trong đây á thì từ văn bản nó tạo thành 3D sẽ tốt hơn nhiều hơn chị còn từ hình ảnh chuyển thành 3D thì chúng ta phải chịu thôi anh chị bởi vì từ hình ảnh thì nó sẽ quét qua và đôi khi nó chuyển thành 3D thì cũng chưa chắc là nó sẽ đẹp và nó ưng ý như chúng ta đâu còn từ văn bản thì anh chị có thể tạo ra được ha như vậy á với Messi AI nè anh chị có thể ứng dụng để tạo ra những mô đồ 3D ha cho những dự án game hoặc là những dự án của chúng ta chúng ta cần phải có mô hình 3D và đường link anh chị xem dưới phần mô tả ha khi chúng ta đăng ký đó thì chúng ta được một tài khoản pro anh chị với 200 credit chúng ta có thể sử dụng được trong 11 tháng ha ok anh chị nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like và subscribe nhé và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới trên channel nghề công sở bye bye anh chị